hoan chào đón các bạn đến với kênh thông tin tiểu sử của chúng tôi. Và sau đây là thông tin tiểu sử trong giang hồ Hồ Việt sử, cuộc chiến tàn khốc phá vỡ thế chân vạc kỳ 2. Biết cái lý hậm hực với Hồ Việt sử trong nhiều phi vụ làm ăn, Nam Cam đổ thêm dầu vào lửa và mượn tay gã giang hồ thành phiên Trúc Liên Bang để hạ uy danh của sử. Xung đột giữa mối quan hệ Tây Ba, Hồ Việt sử, Nam Cam, A Lý ngày một căng thẳng. Thời điểm năm 2000, Hồ Việt sử chính thức hùng vốn vào vũ trường Metropolis. Trong bản hợp đồng góp vốn, A Lý để người vợ của hắn đứng tên và y đằng sau để giật dây điều khiển. Bà Diệp Hiểu Vân, vợ A Lý góp 30% vốn, Hồ Việt sử góp 20% và các thành viên còn lại cũng từ 10 đến 20%. Những ngày đầu vũ trường Metropolis hoạt động khá rầm rộ và thu hút lượng khách rất đông. Điều tất yếu, vũ trường Monaco của ông Năm mất khách và hiển nhiên, ông Trùng chẳng để yên cho đối thủ tự tung tự tác. Giữa Hồ Việt sử và A Lý tuy cùng hợp tác làm ăn, nhưng cả hai vẫn gầm gừ nhau từng động thái một. Nam Cam biết điều này vì ngoài phần hùng ở Metropolis, A Lý còn có vũ trường Mùa Xuân MTV trên đường Lý Tự Trọng, do y toàn quyền quản lý. Hồ Việt sử và Nam Cam vốn dĩ đã nghe tiếng nhau từ thời giữa thập niên 90, giữa hai bên thực sự chưa có mâu thuẫn trong những phi vụ làm ăn. Nghe tiếng Hồ Việt sử rục rịch mở vũ trường, ông Năm cử hiệp phò mã tiếp cận Hồ Việt sử để mời tham gia hùng vốn. Bản thân sự đủ trình độ để hiểu chuyện gì xảy ra, nếu bắt tay hay không bắt tay với Nam Cam. Đã chung một chiến tuyến với ông Trùm, bản thân Hồ Việt sử không thể thoát được vòng xoáy cho vay nặng lãi, bảo kê và tổ chức đánh bạc, hoặc thậm chí nhiều lúc phải đổ máu để dàn xếp các cuộc tranh chấp. Sự có được những mối quan hệ tay trên mà với ông Năm luôn khát khao và thèm muốn. Hồ Việt sử biết bản thân mình đang ở núi nào, nên chuyện quy tụ về dưới trướng Nam Cam là hoàn toàn không thể xảy ra. Không quy phục trực tiếp được sự, ông Năm bắt đầu có những toan tính, làm cách khác để Hồ Việt sử phải xích lại gần mình hơn. Chuyện làm ăn của băng nhóm ông Trùng đang gặp trắc trở. Nam Cam suy tính đến việc nhả con tép để câu con tôm. Ông Năm không thể dùng đàn em để quậy phá sự hoặc gây hấn vì phía sau lưng Hồ Việt sử, dù chẳng cần phải nhờ vả, nhưng hễ nghe ai nói xấu đến sự là có hàng chục đối tượng sẵn sàng, tả xung hữu đột không cần đợi lệnh. Còn phía trên Hồ Việt sử có những mối thâm tình mà ông Trùng Nam Cam biết chắc. Chỉ cần có chuyện ầm ĩ với sự là đương nhiên, mang vạ vào thân, cuối cùng Nam Cam tung chiêu trổ hoa trong lòng địch. Muốn làm rạn nứt phi vụ làm ăn giữa Hồ Việt sử và A Lý, ông Năm ngấm ngầm chọc gậy vào mối quan hệ vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp này. Nam Cam nhượng hẳn vũ trường Tân Hải Hà cho A Lý toàn quyền quyết định và cho y thuê với các giá hời. A Lý là một trong những thành viên khét tiếng của băng nhóm Trúc Liên Bang, nhưng ở Việt Nam, thực lực của y trong giới giang hồ so với Nam Cam chỉ được chấm thang điểm 3. Ông Trùm Nam Cam có thể hắt cẳng A Lý ra khỏi đất Sài Gòn bất kỳ lúc nào, nếu cảm thấy không còn có lợi ích hoặc ngứa mắt. Có được chút bổng lộc từ Nam Cam và quyền quản lý hai vũ trường khá nổi tiếng, hiển nhiên A Lý phải tìm cách thâu tóm tất cả khách về nơi hắn cai trị. Biết A Lý đang say máu tìm cách ăn thua đủ với Hồ Việt sử, Nam Cam chỉ ngồi trung đùi tọ sơn quan hổ đấu và chờ thời cơ. Chính vì phát hiện ra ý đồ của Nam Cam, trong một lần A Lý kéo quân đến vũ trường Metropolis, giữa Hồ Việt sử và A Lý xảy ra cuộc chạm trán nảy lửa. Đêm một ngày đầu tháng 8 năm 2001, A Lý cùng đám đồ đệ gần chục tên đi trên hai chiếc xe hơi bước xuống vũ trường Metropolis. Bọn chúng mặc đồ đen, đầu đội mũ và ngạo nghễ đi vòng quanh sảnh. A Lý dẫn đầu đoàn, đầu nhếch lên trời tỏ vẻ đầy thách thức và ngạo mạn. Các thực khách Metropolis nhìn đám người hung dữ đều tỏ vẻ hoảng hốt và lo sợ. Điều này càng làm A Lý thích thú. Y chỉ muốn quậy phá để khách cảm thấy bất an và bỏ chạy xe vũ trường của hắn đang quản lý. A Lý còn không ngớt lời biêu ríu, thậm chí tìm cách hạ nhục đối thủ bằng câu chuyện sự thiếu nợ thiếu nần và có nguy cơ không trả. Đúng lúc đó, Hồ Việt sử xuất hiện. Sự chẳng phải đứa trẻ con hay một tay chân hồ mới ra ràng, nên không dễ bị ăn hiếp. Tiến đến chặn đầu đoàn người, sự chỉ thẳng vào mặt và quát: "Mày muốn cái gì?" A Lý nhếch mép, khinh khỉnh cười và với cái giọng tàu rặt, hàm ý đầy thách thức. Hồ Việt sử vung tay, giáng thẳng một cái tát vào mặt của tay giang hồ Trúc Liên Bang, làm hắn ta chúa xuống đất. Xung quanh gần trăm thực khách, chứng kiến trong cảnh ngỡ ngàng, cả nhóm đàn em của A Lý thủ thế, liền bị y giang hai tay và ngăn cản. A Lý phun bãi nước bọt,
nhuốm màu bã trầu, y thường nhai trong mồm, rồi đưa tay lên xoa một bên má bị Hồ Việt Sử dán cái tát. Hắn ta cố đứng thực phẫn và buông một câu rỗng toét: "Tôi xin lỗi, hôm nay có chuyện vui nên ghé qua, chẳng may đã làm cho mọi người hoảng sợ." Nói xong, A Lý vẫy tay ra hiệu cho đám giang hồ rời khỏi sàn nhảy. Bóng y khuất dần sau cánh cổng của phố trường Metropolis và cuộc vui của các thực khách vẫn tiếp tục. Bị một cú bạch tai trước mặt đám lính và mọi người, A Lý lộ rõ sự thù hận của một người trước đây từng là đối tác của hắn. A Lý mang chuyện về kể lại cho Nam Cam nghe, nhưng hắn ta cũng chỉ nhận lấy một sự im lặng đáng sợ. Y đâu biết rằng, kể từ hôm đó, cái hôm hắn ta bị hạ nhục trong vũ trường Metropolis cũng chính là lúc A Lý trở thành con tốt của Nam Cam một cách đúng nghĩa. Trên bàn cờ của giới giang hồ được bày ra chỉ còn lại hai con tướng Hồ Việt Sử và Nam Cam. Từ ngày đó trở về sau, giữa Hồ Việt Sử, Nam Cam, A Lý, lỡ có trót chạm mặt nhau ngoài đường trên gương mặt mỗi người, vẫn để lại một nụ cười xã giao niềm nở. Nam Cam cười mãn nguyện vì đã đi trúng nước cờ được dàn dựng. Hồ Việt Sử cười vì cho ông Năm thấy được rằng nước cờ đang dần bị lộ. Chỉ riêng A Lý, y hạn chế gặp mặt Sử, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực, A Lý đang ngấm ngầm củng cố lực lượng, khuấy động các băng nhóm giang hồ nhỏ lẻ. A Lý phun tiền chẳng tiếc tay để tiếp xúc với tất cả các băng nhóm, quy tụ rất đông đàn em dưới trướng về phục dịch cho hắn. Tuy nhiên, mọi hành động của A Lý đều được các anten của Hồ Việt Sử và Nam Cam báo về. Trong cuộc chơi mượn A Lý để thanh toán Hồ Việt Sử, đằng nào với ông Năm cũng đắc lợi, chỉ duy nhất A Lý là người thua cuộc hoàn toàn. Ở với hương Đài Loan của hắn, Nam Cam biết rất rõ A Lý huy động vốn và mắc nợ không dám bay về. Mạng của A Lý được treo giải rất lớn ở nước sở tại. Y vẫn còn cây cú, ấm ức cú bạch tai như trời giáng tại nơi hắn có phần hùng và quyết tâm phải trả món nợ đó với Hồ Việt Sử. A Lý biết thân phận và vẫn tiếp tục đến vũ trường Metropolis, nhưng sau đó một vụ ẩu đã xảy ra trước vũ trường Metropolis, ngay vòng xoay trên đường Nguyễn Cư Trinh. Đàn em A Lý đạp chân khách trong quán, hai bên gây sự với nhau. Những vị khách hung hãn vừa bước chân ra khỏi vũ trường liền bị A Lý chỉ đạo truy sát. Sau sự việc xảy ra, A Lý và đồng bọn chạy thoát, y phải trốn qua tận Campuchia để lẩn trách cơ quan chức năng Việt Nam truy đuổi. Đúng như dự tính, ông trùm Nam Cam khử luôn được một con chốt, thí chẳng mất công sức, vũ trường Metropolis bị ảnh hưởng bởi cuộc hỗn chiến đẫm máu. Trong cuộc chơi, Nam Cam đã đạt được những điều mà ông ta muốn. A Lý sống những ngày điên cuồng tại Campuchia và mang theo nỗi hận tột cùng. Hắn ta thu đao trước mặt Nam Cam, cáo già, và một Hồ Việt Sử tỏ ra điềm tĩnh trong bàn cờ thế trận. Gieo gió ắt sẽ gặp bão. Cuộc giao tranh trước vũ trường Metropolis đánh dấu những ngày cuối cùng của một đế chế ông trùm Trương Văn Cam. Chỉ sau đó ít hôm, Nam Cam xa lưới pháp luật. Thông tin của chúng tôi gửi đến các bạn đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem tiếp phần tiếp theo Hồ Việt Sử ở đâu trong ngày tàn của Nam Cam.